Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì có thể là quý anh chị chưa biết là hiện nay bắt đầu từ tháng 6 thì Hyundai Creta bắt đầu phân phối các bạn lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Thì đây là Hyundai Creta phiên bản cao cấp màu trắng, đang là phiên bản lắp ráp Indo, một trong những cái xe cuối cùng của cái dòng nhập khẩu Indo ha. Thì hôm nay Tâm sẽ báo giá chương trình lăn bánh tiền mặt cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng của những cái chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp cuối cùng này cho quý anh chị mình được nắm rõ, để cho quý anh chị mình có thể cân đối tài chính cũng như là hiểu rõ về xe, để cho mình một cái quyết định mua xe phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là phù hợp với cái tầm tài chính của mình ha. Thì đầu tiên là về phần giá lăn bánh, thì đối với quý anh chị mình có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh, thì quý anh chị lăn bánh Hyundai Creta phiên bản cao cấp này nhập khẩu Indonesia, thì lăn bánh thì quý anh chị chuẩn bị giúp Tâm 788 triệu là quý anh chị mình có thể nhận xe ha. Còn nếu mà quý anh chị mình mua qua hỗ trợ ngân hàng thì quý anh chị chuẩn bị giúp Tâm 159 triệu là quý anh chị mình có thể nhận xe. Hồ sơ thủ tục ngân hàng thì cực kỳ đơn giản luôn, không cần chứng minh thu nhập, không cần thẩm định luôn hết quý anh chị. Hồ sơ thì quý anh chị chỉ cần căn cước công dân, nếu mà quý anh chị mình có gia đình rồi á thì cần căn cước công dân của vợ và chồng, giấy đăng ký kết hôn. Còn nếu mà mình độc thân thì mình chỉ cần căn cước công dân và giấy xác nhận độc thân thôi. Quan tâm thì hỗ trợ không mua bảo hiểm nhân thọ luôn hết quý anh chị. Hồ sơ thủ tục rất là đơn giản. Nếu mà quý anh chị mình nào có nhu cầu tư vấn cụ thể về xe hoặc là giá xe, thủ tục trả góp và ngân hàng như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại phía bên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình luôn hết quý anh chị. Rồi thì sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết nội thất, ngoại thất, các cái tính năng xe, xem xe được trang bị những cái tính năng gì, ngoại thất ra sao cho quý anh chị mình được nắm rõ. Thì đầu tiên là về phần đầu xe, Hyundai Creta phiên bản cao cấp này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen bóng, đèn bóng hết quý anh chị, với những cái họa tiết xếp chồng lên nhau, giúp cái xe mình nó thể thao và nó cứng cáp hơn. Hyundai Creta với cái đèn định vị ban ngày nó tương tự như đèn anh Tucson, kiểu dạng cánh chim đó quý anh chị, dạng cánh chim, giúp cho mình nó cảm giác như nó thể thao hơn và nó sang trọng hơn. Nếu mà quý anh chị mình tắt cái dàn đèn này thì nó sẽ đồng bộ với cái lưới tản nhiệt luôn, giúp cái xe nó hầm hố hơn, nó hầm hố hơn. Đèn pha cốt thì được trang bị đèn pha cốt dạng LED luôn, dạng LED luôn. Như quý anh chị cũng đã thấy, khi mà quý anh chị mình di chuyển trên đường thì nó rất là sáng ha, mình đi buổi tối là rất là an toàn luôn. Rồi về tiếp theo, phần hông xe Hyundai Creta phiên bản cao cấp này được trang bị mâm xe là mâm 17 inch hết quý anh chị, mâm 17 inch với thông số là 215/60R17, mâm phay xước rất là thể thao và sang trọng luôn. Mâm, mỗi mâm thì được trang bị cảm biến sức lốp, nó sẽ báo cụ thể từng bánh cho mình. Ví dụ trường hợp bên cái bánh bên tài nó bị mềm hay là bị thủng đi thì nó sẽ báo trực tiếp lên màn hình tắp lô cho mình, và cảnh báo bằng âm thanh cho mình đi thêm hơi hoặc là đi vá, thì nó sẽ giúp mình di chuyển an toàn và an tâm hơn. Gương chiếu hậu thì cũng được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương luôn hết quý anh chị. Ở phiên bản cao cấp thì được trang bị cái tính năng cảnh báo điểm mù, được trang bị cái gói an toàn Hyundai Smart Sense, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ có một cái radar phía trên, nó sẽ hỗ trợ mình quét. Ví dụ quý anh chị chạy dưới 65 km/h thì khi mà có phương tiện băng ngang thì nó sẽ hỗ trợ mình phanh, và khi mà mình ví dụ mình đi trên đường đi mà có cái vật cản băng ngang đột ngột mà mình phanh không kịp thì nó sẽ phanh cho mình hết quý anh chị, tốc độ dưới 65 km/h ha. Còn nếu mà trên thì nó sẽ phanh không kịp. Còn trường hợp mà quý anh chị đi trên đường mà quý anh chị muốn quay đầu, mà nhiều khi thì quay đầu nó không hết thì mình, quý anh chị mình phải về là một cái, mà khi về thì quý anh chị nhiều khi quý anh chị không tập trung thì có phương tiện phía sau băng ngang đuôi thì nó, nếu mà phanh không kịp thì nó sẽ gây tai nạn. Hyundai Creta có cái tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi rất là an toàn luôn, nó sẽ hỗ trợ phanh cho mình rất là tiện lợi ha. Cảnh báo điểm mù là khi mà mình di chuyển trên đường, mình xi nhan chuyển làn hoặc là tấp lề phía bên mình chuyển có phương tiện thì nó sẽ hỗ trợ cảnh báo trên gương và cảnh báo bằng âm thanh luôn.
Ngoài ra thì xe còn được trang bị cái tính năng đề nổ máy từ xa. Trường hợp quý anh chị đi công việc hay là đi cà phê, mình để xe ngoài nắng thì mình có thể đề nổ máy xe trước để làm lạnh trước, mình vào thì nó mát, nó rất là khỏe ha. Để tầm thao tác thực hiện cái tính năng đề nổ từ xa cho quý anh chị mình được thấy nè. Xe đã được đề nổ máy rồi. Trường hợp này nếu mà quý anh chị mình muốn ra xe thì máy lạnh đã được làm lạnh rồi. Còn nếu nếu mà mình không muốn ra xe nữa thì mình có thể tắt máy, nhấn nút là nó tắt máy đó. Rồi còn trường hợp mà mình quên tắt máy thì sau 10 phút thì nó sẽ tự tắt máy cho mình, không quý chị, rất là tiện lợi luôn. Rồi, phần cốp xe thì rất là rộng rãi luôn, rất là rộng rãi. Phía dưới này là bánh dự phòng, bộ đồ nghề riêng theo xe. Đây, mình có thể gập hàng ghế này lại luôn, không quý chị, gập hàng ghế này lại để mình chở đồ, hoặc là mình trải một cái nệm nho nhỏ để mình nằm mình nghỉ ngơi ha. Rồi, đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full led với tạo hình rất là bắt mắt, có camera lùi và cảm ứng lùi zin theo xe, giúp anh chị mình lùi xe, đổ xe nó an toàn và thâm hơn. Với cái cảm biến lùi này thì nó sẽ hỗ trợ dự đoán góc lái cho mình, khi mà mình đánh lái bên nào thì nó sẽ hỗ trợ dự đoán góc lái cho mình, giúp anh chị mình lùi xe, đổ xe nó an toàn và an tâm hơn. Rồi, tiếp theo quý anh chị cùng Tâm vào cái phần khoang lái để Tâm giới thiệu chi tiết những cái tính năng trong khoang lái ha. Đây là khoang lái của xe Hyundai Rita phiên bản cao cấp nhập khẩu hoàn toàn Indonesia hết anh chị. Phía trước là màn hình táp lô của xe nè, bên trái là tốc độ xe, bên phải là dòng tua máy, ở giữa là màn hình đa thông tin hiển thị các thông tin của xe cũng như là biểu thị các cảnh báo sức lốp nè, vân vân. Đây, hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lịch làn, vua gành tròn nè, giữ cảnh báo lịch làn, hỗ trợ giữ làn nè. Đèn được trang bị đèn tự động nè, khi mà mình đi trời tối thì nó sẽ tự động bật, đi trời sáng thì nó sẽ tự động tắt không anh chị. Rồi, vô lăng thì được trang bị vô lăng bọc da, có các phím tăng giảm âm lượng, tìm kiếm giọng nói, vân vân. Những cái phím mà điều khiển của cửa hay là cái gương á, thì nó sẽ được đặt cao lên, giúp cho quý anh chị mình thao tác nó dễ dàng hơn, tránh cái tình trạng mà không tập trung khi mà lái xe mà muốn chỉnh gương hay là mình muốn nâng hạ kính rồi này kia, mình để tay là mình có thể chỉnh rồi. Đây, màn hình giải trí thì được trang bị màn hình giải trí dạng lớn 10,25 inch, có kết nối Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay luôn ha. Rồi, có các USB nè, cổng sạc nè, điều hòa thì được trang bị điều hòa tự động. Và hệ thống giải trí thì xe được trang bị hệ thống 8 loa bass hả anh chị, 8 loa bass giúp chị mình có cái những cái âm thanh rất là chất luôn. Số thì được trang bị số tự động này, số B, số R, số N và số D, và số là giả lập giúp mình đi đèo này kia ha. Làm mát ghế nè, ghế tài và ghế phụ ha, mở cam sao nè, đây rất là nét luôn. Phanh tay điện tử và auto hold. Rồi, đó là chi tiết nội thất ngoại thất, các cái tính năng xe cũng như là giá bán xe Hyundai Rita phiên bản cao cấp 2023 nhập khẩu hoàn toàn Indo ha. Nếu mà quý chị mình nào có nhu cầu tư vấn về xe hoặc giá xe, cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại phía bên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình luôn. Nếu mà quý chị mình thấy hay và bổ ích, có thể cho em một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.